đây không? Trang này bé nhiều ha. Các cô lúc nào cũng để ngủ. Mình làm gì là xong rồi đó hả? Có dán gì nữa không? Thì là tiền nữa đó hả? Hả là dán kia vô nữa. Dán kia vô nha. Chưa ăn tiền hả? Chị là chưa ăn tiền nữa hả? Này tiền nè. Dán này nữa là tiền á. Sao này giận lắm làm gì? Ở nhà coi mấy đứa nhỏ. Mà khổ luôn ha. Giờ lấy điều nhất về cho bạn nhất ở nhà được. Em với mẹ phụ nhất được nhiều là coi như là cho bạn hết. Nó cũng khổ mà. À, thằng anh mày thì mất rồi. Đợt đó thì bọn thằng Hậu Olala cho được mấy đồng? Xong cái đợt mà em mới mộ về, vợ ông còn gọi kiếm chuyện cơ. Không nào. Vợ ông Hùng luôn á. Cho làm gì? Ông gọi nhắn tin kiếm chuyện kêu là em bớt nhắn tin với ông đi, làm như em cướp chồng bà không bằng á. Kêu là, bà kêu là em bớt nhắn tin với chồng chị đi nha. Chị thấy em nhắn tin gọi nói chuyện với chồng chị nhiều rồi, mà trong khi đó là ông nhắn tin em. Ông hỏi thăm sức khỏe em này nọ. Với của ông Long á. Ừ. Ngồi bạn nghe em lên xuống.